Diễn viên Thanh Bình, chồng cũ Ngọc Lan lộ ảnh cưới với gái lạ, quyết định tái hôn sau 3 năm đổ vỡ. Cư dân mạng đang không ngừng xôn xao trước những hình ảnh diễn viên Thanh Bình tình tứ với một cô gái lạ cùng nhau chụp ảnh cưới. Sau 3 năm đổ vỡ với Ngọc Lan, liệu Thanh Bình đang muốn tái hôn lần nữa? Thanh Bình là nam diễn viên nổi tiếng và quen mặt với khán giả truyền hình trong nhiều bộ phim ăn khách như Đi qua mùa gió, Đối mặt, Tình ca phố. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, vẻ ngoài điển trai khiến anh nhanh chóng ghi điểm trong lòng công chúng và được nhiều người yêu mến. Anh cũng từng có mối tình ồn ào với vợ cũ diễn viên Ngọc Lan. Dù đến với nhau và thực hiện lễ cưới trong sự chúc phúc của gia đình bạn bè, tuy nhiên đến năm 2019, cặp đôi đã xác nhận với truyền thông rằng đã đường ai nấy đi. Sau đổ vỡ hôn nhân với tình cũ Ngọc Lan, Thanh Bình cũng dần tập trung hơn vào sự nghiệp cá nhân. Riêng về phía Ngọc Lan, nữ diễn viên đang là mẹ đơn thân khi giành được quyền nuôi bé Louis. Tuy nhiên, tên tuổi của cô cũng gặp phải nhiều sóng gió khi thời gian gần đây cô cũng dính vào những ồn ào không đáng có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm từng gây bão dư luận cách đây không lâu. Về chuyện tình cảm, cả hai cũng đều im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, đều cho biết khá cởi mở và sẽ đón nhận tình cảm nếu có duyên với người khác. Mới đây, khán giả lại được dịp xôn xao khi những hình ảnh được cho là diễn viên Thanh Bình đang trong set chụp với concept ảnh cưới cùng với một cô gái lạ đang gây xôn xao và lan truyền chóng mặt trên khắp mạng xã hội. Dân tình thi nhau đồn đoán, đặt nghi vấn liệu nam diễn viên có phải đang sắp tái hôn lần hai sau đổ vỡ hôn nhân hay không. Theo như những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi thì diện mạo của Thanh Bình có phần khác lạ hơn so với thường ngày. Nam diễn viên tạo hình mái tóc màu bạc để râu khá rậm rạp khiến nhan sắc bị cho là có phần lớn hơn so với tuổi. Đứng cạnh Thanh Bình đó là một cô gái khá trẻ diện áo dài cưới màu đỏ. Cả hai trong set chụp liên tục tương tác, nhìn nhau đầy mùi mẫn khiến nhiều người nháo nhào đi tìm sự thật. Giữa những đồn đoán việc Thanh Bình sắp cưới vợ lần hai thì cô gái trong đoạn clip cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính, nói rõ hơn về sự thật những hình ảnh này. Theo đó, khi được dân mạng đặt câu hỏi cưới nữa kìa thì cô gái đã cho biết chụp mẫu thôi à. Cả hai chỉ đang là người mẫu để chụp hình chứ hoàn toàn không có chuyện yêu đương và làm đám cưới. Thông tin kịp thời này đã nhanh chóng giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ, hiểu rõ đây chỉ là công việc, không có chuyện Thanh Bình cưới vợ lần hai. Trước đó, khi còn là chồng Ngọc Lan, nam diễn viên Thanh Bình cũng từng dính vào nhiều lùm xùm tình cảm trăng hoa với nhiều cô gái khác, thậm chí là còn bị đấu tố qua lại, bóc phốt lột trần bộ mặt thật. Đây cũng được xem là lý do mà nhiều khán giả đồn đoán cho rằng chuyện tình của anh cùng Ngọc Lan phải đổ vỡ, đến và đi trong chóng vánh. Hiện tại, về phía Ngọc Lan, cô vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng với bố của bé Louis, tạo điều kiện cho hai bố con gặp nhau. Tâm sự về điều này, cô cũng từng cho biết bản thân Lan không có ba nên Lan bị thiệt thòi khá nhiều. Mình thiếu sự ôm ấp bảo bọc, còn Louis là con trai nó sẽ khác. Theo quan điểm của Lan, cái gì phải có gốc rễ. Louis là đứa con trai được sinh ra có gốc có rễ đàng hoàng cho nên cái quyền của bạn là bạn được bảo vệ, được biết, được chơi và được yêu thương gốc rễ của bạn. Lan không muốn dạy con phải quên đi những điều đó, phải có từ gốc rễ đó thì mới có được Louis. Đó là điều Lan dạy được con. Riêng trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên lại cho biết bản thân chưa có ý định tái hôn. Lan không có nhu cầu nữa. Nói thật, Lan không thích ai dạy con ai hết. Lan không thích ai can thiệp vào cuộc sống của Lan hết. Cuộc sống trong gia đình Lan, Lan là người quyết định. Mấy năm vừa qua, Lan quyết định nó. Lan tự chèo lái gia đình mình khá tốt, không thiếu một ngày nào. Con thì ngoan ngoãn, tình cảm và vẫn là đứa trẻ thơ ngây, không bị mất tuổi thơ vì công nghệ, thậm chí hơi quê mùa. Đó là điều Lan tự hào, vợ cũ Thanh Bình giải bày. Hiện cả hai đã có cuộc sống riêng cho bản thân. Sau những đổ vỡ thì khán giả cũng đều mong cả Thanh Bình và Ngọc Lan sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân mình, viên mãn và ổn định tổ ấm nhỏ sau này.